Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Ngày hôm nay ngày 18 tháng 3 năm 2023, khu vực tôi đang di chuyển là khu vực thuộc vòng xoay Biên Hùng. Phía bên tay trái màn hình quý các bạn ngày hôm nay đang có lễ hội sách tại công viên Biên Hùng. Và từ trên cao, nếu quý các bạn đi vào ban đêm thì quý vị các bạn có thể thấy là vòng xoay Biên Hùng rất là đẹp, với lung linh ánh đèn, và công viên Biên Hùng cũng vậy. Hướng tôi đang di chuyển là hướng đường 30 tháng 4. Phía bên tay trái màn hình quý các bạn là công viên Biên Hùng. Hiện nay thì đường ray cắt ngang khu công viên Biên Hùng hướng đi qua phía chợ đêm đã dỡ bỏ. Quý vị các bạn có thể nhìn thấy đây. Điều này rất là thuận tiện khi chúng ta di chuyển sang chợ đêm cũng như là qua công viên Biên Hùng. Thời tiết tại Đồng Nai lúc này tôi đo được là 32 độ C, trời cũng rất là nóng quý vị, rất là hầm. Ở chỗ này thì có một số quán ăn như là quán bò bít tết Only. Ngày trước thì có thêm một số quán bò bít tết nữa, nhưng hiện nay thì một số quán đó đã không còn hoạt động nữa. Đi một đoạn nữa thì chúng ta sẽ đến được trường phổ thông trung học Ngô Quyền. Đường 30 tháng 4 sau khi sửa chữa lại khu hành lang thì hiện nay hành lang của đường 30 tháng 4 cũng rất là sạch quý vị. Cây xanh ở đây cũng đã bắt đầu lớn dần lên. Ở phía bên tay phải màn hình quý vị các bạn là trường phổ thông trung học Ngô Quyền. Đây là ngôi trường cũng rất là lâu đời tại thành phố Biên Hòa. Và đối diện là bồn nước. Chỗ này thì có cái ngõ tay phải màn hình quý vị các bạn vừa đi qua là vào hủ tiếu Bình Phước. Ở đây có một số trường như là trường Mỹ Thuật, trường Trịnh Hoài Đức, trường Trần Hưng Đạo. Phía bên tay trái màn hình quý vị các bạn là một cái công viên này cũng rất là lâu đời. Hướng tôi đang di chuyển là hướng đi ra quảng trường tỉnh, bưu điện tỉnh và cây xăng vườn mít. Lượng xe chỗ này cũng rất là đông quý vị. Phía bên tay phải màn hình quý vị các bạn là bưu điện tỉnh. Vào tháng 3 cũng là mùa khô trong miền Nam quý vị. Thời tiết ở đây buổi trưa rất là nóng, có khi nhiệt độ lên tới 36 độ C. Đường đang di chuyển là đường Phạm Văn Thuận quý vị. Đây là một trong số những con đường dài nhất tại thành phố Biên Hòa và được mệnh danh là phố thời trang. Nơi đây có rất là nhiều cái cửa hàng bán các loại đồ thời trang và quần áo rất nhiều. Phía bên tay trái chỗ này là khách sạn 57 ngày xưa và bây giờ là khách sạn Đồng Nai. Sát bên có một cái Helen Coffee. Ở đây là chợ khách sạn 57 quý vị. Có lần tôi đã quay cái chợ này cho quý vị các bạn cùng xem rồi. Đây là khu đường ray. Đường ray này cũng rất là trơn trượt quý vị. Có rất là nhiều người đi và không cẩn thận té ở chỗ này rất là nhiều. Phía bên tay trái màn hình quý vị các bạn là ngày xưa là trung tâm y tế dự phòng. Bây giờ chuyển qua khu ngay chỗ ngã tư Tân Phong rồi quý vị. Và đây là sở khoa học và công nghệ. Khu vực này là thuộc phường Tân Tiến vị, phía bên tay trái là Tân Tiến, còn phía bên tay phải là thuộc phường Thống Nhất. Đây là cúp mắc Tân Tiến này.
sát bên cốc mắc thì có một cái ngôi chùa. Ngôi chùa này cũng rất là đẹp và cổ kính. Đây là chùa Phúc Lâm này quý vị. Chùa này vào dịp Tết thì họ làm những cái đèn giăng dọc hai bên khu vực cổng rất là đẹp. Góc chỗ này là ngã ba Mấy Cưa, phía bên tay phải mà hình quý vị các bạn rẽ vào là khu vào trường công nghệ. Trường công nghệ còn có tên khác là trường cơ điện đó quý vị. Lúc này thì tình hình kinh tế tại Việt Nam cũng như là trên thế giới, người dân làm ăn cũng không có được khấm khá nữa quý vị. Nhiều công ty cho công nhân nghỉ rất là nhiều, đặc biệt là ở Đồng Nai chúng ta là khu công nghiệp chiếm 80% quý vị. Đoạn đường chỗ này là thuộc cầu Mương Sao. Trời rất là nóng, chính vì vậy mà mọi người rất là ngại ra đường. Vào mùa này thì những shipper rất là cực, tại vì di chuyển ở ngoài đường rất là nóng. Di chuyển một đoạn nữa thì sẽ đến ngã tư Lạc Cường ngày xưa và bây giờ gọi là ngã tư Wincom. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy rõ ngã tư Lạc Cường và trước màn hình quý các bạn là cái chữ Wincom Plaza. Hướng này rẽ tay phải thì chúng ta sẽ vào đường Võ Thị Sáu hay còn gọi là đường 5 nối dài. Rẽ tay trái chúng ta sẽ đi ra đường Phan Trung hay còn gọi là đường 5 cũ. Đường Phạm Văn Thuận này ngày xưa là quốc lộ 15 quý vị. Chỗ này phía bên tay phải, hồi trước cách đây khoảng 1 năm thì có bán xôi chiên phồng rất là ngon, một trong những đặc sản tại Đồng Nai. Chỗ này là khách sạn 4 sao duy nhất tại Đồng Nai, Agora. Đường chúng ta đang di chuyển là thuộc phường Tân Mai. Phía bên tay trái mà được quý các bạn là có bệnh viện Hòa Mỹ. Và cái ngõ nhỏ nhỏ này là đường đi vào giáo xứ Tân Lộc. Thời tiết nắng, chính vì vậy quý bạn nhìn thấy những hình ảnh rất là rõ nét và đẹp. Đi một đoạn nữa sẽ đến giáo xứ Tân Mai và lát nữa tôi sẽ chạy vào chợ Tân Mai quay một vòng cho quý các bạn cùng xem. Đây là hướng đi vào giáo xứ Tân Mai, hướng tay phải. Khu hai bên đường chỗ này là tập trung bán các cái đồ nội thất rất là nhiều.
Ở đây chợ Tân Mai nằm phía bên tay phải màn hình quý vị. Khu chỗ này bán hoa này. Mình sẽ chạy vào phía đầu của chợ quay cho quý bạn cùng xem. Đầu cổng chỗ này thì có bán cúng rồi quý vị. Chợ Tân Mai thì cũng không lớn lắm, chỉ có một góc phía chỗ này là bán nhiều đồ, phía bên góc chỗ kia là bán các cái hàng rau thôi. Lượng khách di chuyển vào trong chợ cũng không có đông quý vị. Đây phía chỗ này thì bán cá với mực với tôm, một ít rau và trái cây. Đến với chợ Tân Mai thì quý vị các bạn, chúng ta mua đặc sản ở đây có cá tai tượng. Cá tai tượng ở đây rất là ngon, lấy từ trong làng bè ra, và cá chép. Cá tai tượng chúng ta có thể làm món cá tai tượng chiên xù, quấn với lại bánh tráng và chấm mắm nêm rất là tuyệt vời. Ở đây là khu vực bán một số hàng trái cây với lại rau thôi quý vị. Tiếp tục thì tôi sẽ di chuyển hướng đi về chợ Tam Hiệp hay còn gọi là quận Đức Tu ngày xưa. Phía bên tay phải màn hình quý các bạn là đường đi vào Long Quang Tự. Đường này chúng ta có thể đi được qua làng bè cũng được. Ngay góc chỗ này phía bên tay trái màn hình quý các bạn, đây ngõ khu phố 6, đây là đường đi vào quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót của cha du xe Trần Đình Long. Đi một đoạn nữa sẽ đến cây xăng Đa Minh. Cây xăng Đa Minh thì cách đây vài ngày có đóng cửa quý vị. Và hiện nay thì cây xăng Đa Minh đã hoạt động trở lại bình thường. Cây xăng Đa Minh nằm phía bên tay phải màn hình quý vị. Đối diện ở đây có một cái nhà hàng tiệc cưới rất là lớn. Hướng góc ngã ba chỗ này rẽ tay trái, quý vị các bạn sẽ đi vào giáo xứ Đa Minh và dòng Đa Minh Tam Hiệp. Và ngay góc chỗ này phía bên tay trái màn hình quý vị các bạn là giáo họ biệt lập Xuân Phan và ngày xưa gọi là Xóm Cùi, đối diện là trường trung học cơ sở Tam Hiệp B. Ở đây hiện nay đang xuất hiện một số cái nhà hàng tiệc cưới mới rất là đẹp quý vị. Và phía bên tay trái là công ty Bitit. Công ty Bitit sắp tới đây sẽ xây dựng thành trung tâm thương mại, thành những cái tòa nhà rất là đẹp, nhưng mà đây là mới dự án thôi quý vị. Hiện nay công ty Bitit không hoạt động ở bên trong, chỉ có gian hàng ở phía bên ngoài này thôi. Và sát bên là đình Đoàn Văn Cự. Chỗ ngã ba chỗ này là có cái đường Đoàn Văn Cự luôn quý vị, hướng đi ra bệnh viện Đồng Nai mới. Giờ tôi sẽ đi vào khu chợ quận quay cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là phía góc của chợ quận nè quý vị. Chợ quận hiện nay tình hình buôn bán không được đông so với các chợ khác quý vị.
Hiện nay chợ Tam Hòa là đông nhất so với các chợ như là chợ Bùi Vĩnh, chợ Quận. Chợ ngày hôm nay cũng vắng vị. Ở đây khu vực chỗ này có một cái ấp ngày xưa, ở cái ấp chỗ này phía bên tay trái mà quý vị các bạn đây, hồi xưa trong đây có mìn cây rất là nhiều. Khu đất chỗ này hiện nay cũng chưa có ai mua. Hướng đi thẳng sẽ đi vào giáo xứ Bùi Hưng, và hướng tay phải chúng ta sẽ đi vào giáo xứ Bùi Hiệp và Bùi Vĩnh. Và đến đây tôi xin phép dừng video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như quý vị các bạn yêu mến kênh Đồng Nai của tôi, quý vị các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai của tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.